Như thường lệ, mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc Nam đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT. Trong đó, hệ thống thoát nước thải sẽ được xây dựng riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Trạm xử lý nước thải được đặt tại khu vực chân cầu Thủ Thiêm 1. Trạm bơm và đường cống áp lực đặt dọc đường trục Bắc Nam để bơm dẫn nước thải từ trạm xử lý vào tuyến cống thu gom nước thải Nhiêu Lập - Thị Nghè giai đoạn 2. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2015 đến 2017. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây dựng trạm thu phát sóng di động, trạm BTS kiểu mới, tích hợp điều khiển giao thông bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông, đặt tại vị trí giao lộ, vòng xoay, Bùng Binh, khu công viên, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo hiệu quả sử dụng và mỹ quan đô thị. Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì giải quyết những đề xuất của các doanh nghiệp viễn thông về triển khai thiết kế trạm BTS kiểu mới khi có nhu cầu và tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp viễn thông trong việc phát triển hạ tầng.